thiệu với anh em thì đây là một căn nhà mặt phố với giá chỉ 499 emerald mà bán đéo ai mua hết, cho nên bây giờ tôi đi tìm xây nhà mới. Và mục tiêu của hôm nay sẽ là đi bắt Metan. Mà để bắt Metan thì chắc chắn chúng ta phải đến Mesa. Và ở Mesa này tôi đã có duyên gặp gỡ với một anh bạn Darumaka, một anh bạn cú te tròn tròn hột me nhìn cú nhìn nói chung là tôi sẽ bắt anh bạn này và tôi sẽ dùng chiêu yếu nhất của con dịch của tôi để làm suy yếu nó, đó là Fury Sweep. Rồi nó chết rồi đó. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở một clip khác. Tôi đi làm đám ma nó đây. Đồng thời thì trong quá trình tìm bắt Metan thì tôi cũng sẽ tiến hóa cho con bờ sai đất này. Và như các bạn đang thấy ở đây thì chúng ta đang có một trận chiến rất là căng thẳng giữa một con dịch và một con thú ăn kiến. Trận chiến đã kết thúc và sau đấy là một chuỗi tàn sát họ hàng nhà cũ ốc quay. Đơn giản là vì tụi này nó cho rất là nhiều kinh nghiệm và thịt tụi này cũng rất là ngon. Và tại đây thì tôi đã tìm thấy một con ngựa và cứ mỗi lần nhìn thấy một con ngựa tôi lại nhớ đến anh Dương FG. Vì cứ lần nào có chuyện gì bất trắc hoặc là gặp vấn đề gì đó thì anh lại đệt con ngựa. À, tôi không biết từ lúc anh làm YouTube đến giờ anh địch được bao nhiêu con ngựa. Nên là fan của anh lâu năm, tôi đã coi anh từ hồi anh làm nhà đá đỏ. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp bước theo anh, tôi đi địch con ngựa này. Và vậy là đội hình của tôi đã có một con ngựa. Ở đây thì có một anh bạn Damanitan, thì chắc là bố của Darumaka hồi nãy. Chắc tới đây để trả thù đây. Nhưng mà rất tiếc là nó sẽ trở thành nô lệ cho kẻ đã hạ sát con trai nó. Và tôi rất hãnh diện khi trở thành phản diện trong cuộc đời của con này. Nó sẽ phải phục tùng tôi trong suốt quãng đời còn lại của nó cho đến khi tôi chán cái thế giới này và xóa. À quên, chứ con bờ sa đất để tiến hóa. Như anh em thấy thì con bờ sa đất nó là một con khá là béo. Và khi mà tiến hóa thì nó mới có thể ốm lại được và nó cao lên. Chứng tỏ đây là một cuộc dạy thì rất là thành công. Tiếp tục hành trình đi dạo thì bây giờ tôi đã tìm thấy một anh bạn Frog Slash. Và khá là lạ khi Frog Slash nó là Pokemon hệ băng nhưng mà lại spam ở Mesa. Và con này nó cũng có cái chữ Alpha trên đầu, màu đỏ nữa chứ. Nên tôi sẽ thử khử con này để coi thử nó có đồ gì không. Và cuối cùng là đồ nó cho phế đéo chịu được anh em ạ. Sau một thời gian dài tôi đã tìm thấy một cái Pokechest đầu tiên của cái thế giới này. Cái Poison nó đồ nó cũng không được xịn sò lắm, nó hơi Sida. Nhưng mà thôi kệ, giữ lại làm kỷ niệm, biết đâu có bán được giá. Lại mua được vài quả Ultra Ball sống qua ngày. Ở đây thì tôi tìm thấy một con Pokemon khá là ngầu, một con Sandslash. Con này thì nó có cái đầu ở sau tua tủa nhìn như Madara bên Naruto. Nhưng mà con này nó là thật cát. Thì tôi có biết là cát thì nó sẽ liên hệ tới Crocodile bên One Piece hay là Gaara bên Naruto. Nhưng tôi nghĩ có thể là đây là một sản phẩm của một cuộc tình Tây Ba nào đó giữa những nhân vật mà tôi vừa nhắc tên. Nào mà fan mấy ông trên thì cũng đừng có ném đá tôi nha. Mất công tôi tốn tiền mua xi măng xây biệt thự nữa ba. Bỏ qua cái tính sập lông của tôi thì thôi, chúng ta đã bắt được nó rồi nè. Yeah, và con cú của tôi đã hợp được chiêu mới là chiêu Blood thay cho chiêu Big. Và bên này thì tôi đã tìm thấy một anh bạn Manfrotto, một bạn khỉ lửa cấp 2 và tôi có con khỉ lửa cấp 1. Nhưng mà cái mẹ đi, tôi sẽ sử dụng con rết lửa này, tôi cắn chết mẹ khỉ lửa này và nó cho tôi cũng toàn mấy cái đồ Sida không. Mấy con Alpha sẽ toàn cho đồ Sida không ta? Ở đây tôi có một anh bạn, my fucking wow shit, anh bạn này level 70. Một anh bạn cao to đen hôi level 70. Một con Pokemon xém huyền thoại đã đến. Và chắc chắn là tôi sẽ bắt con này rồi. Ok, vậy thế là xong. Chúng ta đã có một con Pokemon xém huyền thoại level rất là cao, sẵn sàng tận chích mẹ bất cứ thằng nào bố láo với mình. Đây thì tôi gặp một con rết. Và con rết này thì nó ngắn và nhỏ chứ không có to và dài như con rết của tôi. Cho nên chắc chắn là con rết của tôi cắn chích cụ con rết này rồi. Chỉ với hai đòn, thế là con rết kia đã nằm xuống và tôi đã có thịt rết để ăn. Và bằng một cách ảo ma nào đó thì tôi lại gặp thêm một con rết nữa. Và con rết này nhìn rất là đô con. Nói chung là người nó cơ bắp cuồn cuộn giống như tôi vậy á. Thế là tôi thấy mình với nó có nhiều điểm chung cho nên là tôi đã bắt nó. Bắt được xong rồi thì con cú của tôi nó cũng lên được level 30 và học được một chiêu Nasty Blood. Là cái chiêu sẽ giúp tăng sát thương và là sát thương phép cho con cú của tôi. Và tôi cũng nhận ra một điều là trong cái bản Generation này thì con Metan nó không có spam ở Mesa. Nó spawn ở một vùng khác và tôi sẽ còn phải tìm nó. Và ở đây thì tôi gặp một chị NPC ở giữa chốn đồng không mong quạnh này. Trời ơi chị ơi, thân con gái một mình thì tại sao chị lại ở nơi này? Má, nơi vắng vẻ không có người nguy hiểm lắm chị ơi. Cô đơn lạnh lẽo không có ai hết. Rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Lỡ đang trên đường đi gì gặp mấy thằng biến thái giống em sao? Coi chừng nha chị. Rồi bảo trọng em đi đây. Và chúng ta trở lại với cuộc hành trình của chúng ta nào. Chúng ta sẽ đi tìm một vùng đất mới. Cái vùng đất có con Metan spawn ra. Má ơi, cái vùng này Metan nó không spawn ra mà chắc con Rodon spawn ra xong nó mới ngồi xuống nè. Vậy nó mới to vậy. Công nhận là đít con Rodon nó to thiệt ha anh em ha. Ngay ở đây có cái gym lửa nè. Quay từ từ, trước hết tôi phải vô tôi lút thử mấy cái này. Cái này thì nó không có cái gì xịn sò hết. Tôi sẽ vô tôi lút cái nhà thợ rèn này coi thử. Ý đâu ở trong đây là có cả bộ giáp của Iron Man hay là găng tay vô cực thì sao? Có cái áo giáp với lại ba của kim cương. Ngon, được thêm mấy cái expert bell này nữa. Ok, hứa luôn. Ở đây có một con cờ hó. Rồi, được, con cờ hó này nhìn rất là ngầu cho nên là tôi sẽ bắt nó về giữ nhà. Dù là tôi vừa mới ký giấy xác nhận là bỏ nhà đi bụi trở thành người vô gia cư nhưng mà đằng nào chạy xe lại nên là thôi cứ bắt một con đi.
Rồi bắt được rồi. Ồ, con chim cha nó cũng được bú ký tí tí kinh nghiệm nè. Rồi xong tiến hóa luôn, hay quá. Nó đang định tiến hóa con cú mà giờ chim cha tiến hóa trước. Hay. Và bây giờ con chim cha nó sẽ tiến hóa lên thành con chim bố, một con Monfono. Nó đã học được chiêu mắt bên. Bây giờ thì tôi sẽ vô tôi check thử cái gym này nó có cái gì. Mấy chị trong gym này level khá là thấp. Tôi nghĩ là tôi chưa cần phải đánh cái gym này đâu. Nó cũng không có gì quan trọng cho nên là đi thôi. Chúng ta đi tìm một cái vùng, cái vùng chúng ta cần tìm. Đây rồi, nó đây rồi. Vùng băng tuyết. Tôi sẽ hốt xác anh bạn NPC này trước. Bằng con đã chích này. What the fuck cái gì? Có cái đền. Đấy kệ mẹ nó, kệ mẹ cha NPC đi. Để chúng ta sẽ qua check thử cái đền này. Đền này có cái gì? Đền này có cái đá gì kỳ kỳ vậy? Oh fuck yeah, what the ultra light blue. Một cái block đến từ một chiều không gian khác, một cái dimension khác. À và chỗ này nó bắt chúng ta phải bắt cua đi lên anh em ạ. Và trình độ bắt cua chơi Minecraft được 20 năm thì tôi chỉ cần vài cục đá là tôi có thể đi lên đỉnh rồi. Hay chưa? Rồi có thử đi, có cái gì nè. Ồ, một cái đền chim băng. Rồi chúng ta có cái đền chim băng ở đây. Nhưng mà không có cái đá để triệu hồi con chim băng cho nên là thôi vậy tôi sẽ lưu cái tọa độ chim băng ở đây. À quên chứ, tôi phải gọi đúng tên của nó chứ. Nó là tên Articuno nha anh em. Ok, con chim băng này tên là Articuno. Gọi tên cho đúng. Lỡ đến vùng băng rồi thì bây giờ ngoài bắt con Metan ra thì tôi cũng phải hốt luôn mấy con Pokemon hệ băng ở đây chứ đúng không. Ở đây có con Galali. Để anh thích đọc sao cũng được, tôi sẽ gọi nó là Galacười. Mặc dù là nhìn mặt con một lần này nó hơi cọc nhưng mà thôi kệ. Rồi bắt được nó rồi, tiếp tục thôi anh em ơi. Rồi bên này chúng ta có con gì đấy. Con gì kia? Một cái ván gỗ, à không, một cái tảng đá, một cái tảng băng trôi. Con này chắc ngày xưa đóng Titanic đây nè. Rồi ok, phản diện chính của Titanic, chúng ta sẽ bắt nó. Rồi ok, được một lúc thì tôi đã tìm thấy một anh bạn Lyron, một con totem Lyron. Thì con này nếu mà mình đánh nó thì nó sẽ cho mình đồ. Và tôi không biết thì nó sẽ cho tôi cái gì, cho nên là bây giờ tôi đánh chích cụ ra đây. Rồi ok xong, và nó cho tôi một viên kẹo và một cái iron blade. Tính ra là mấy con totem này nó cho đồ xịn hơn con alpha. Bây giờ tôi sẽ cho con đã chích này của tôi ăn kẹo. Rồi lên level 34 rồi, chỉ còn vài level nữa là nó sẽ tiến hóa. Đây, ở đây có một con Darumaka tuyết đây. Nhìn nó cũng cute hột me giống con kia vậy. Nhưng mà con này màu trắng với màu xanh. Hay quá, nó không chết. Rồi tuyệt vời, bắt liền. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm cũ đâu. Đi một hồi cũng mỏi rồi đó anh em. Anh em có muốn ăn một que kem hay không? À, tôi không biết là trên người con này nó là tuyết hay là kem đó. Nếu mà nó là kem thì nếu mình ăn thì nó có hơi thất đức quá không? Rồi ví dụ mình ăn thì nó tính là ăn thịt hay là ăn chay? Ủa mà từ mày, con này có trước hay là que kem có trước? Má sao nhiều lúc chơi mà nó rối não vậy ta? Ôi, mái tóc của ai bồng bềnh thế kia? Một anh bạn đúc Rio có tóc. Thật là tuyệt vời, chúng ta sẽ bắt anh bạn này về và cạo cho anh một quả đầu thật là sáng bóng. Để từ nay về sau anh không cần phải gội đầu nữa. Ê má nó, bình thường ở đây nó đâu gội đầu đâu. Ủa, từ từ, nó là Pokemon hoang dã, nó có gội đầu đéo đâu mà sao nhìn tóc nó mượt vậy? Thế đéo nào? Má tóc nó mượt không có tóc tôi nữa. Mẹ thật là hư cấu. Và cuối cùng thì sau một hồi lao động vất vả thì con đã chích nó đã tiến hóa. Và bây giờ con cú này nó sẽ tiến hóa lên hình dạng cuối cùng của nó là một con cú khác cầm cung. Đó, rồi xong, rất là chiến. Đây, về chúng ta là có nó. Đấy, cầm cung dương cung bắn nhìn rất là điêu luyện. Tôi không hiểu tại sao là từ lúc nó ở dạng tiến hóa thứ hai thì tôi chưa bao giờ cho nó đụng vô cây cung. Mà đến cấp thứ ba một cái tự nhiên nó có cây cung, tự nhiên nó biết dùng cung. Nó giống như mà con người tự nhiên mới đẻ ra cái biết bú vậy đó anh em. À, con này nó bắn cung như là nó bú vậy. Không biết là giữa hai cái đó thì nó thích cái nào hơn. Nếu mà nó chọn bắn cung thì tôi là chủ nó, tôi sẽ chọn cái còn lại giùm nó. Thôi đi hơi xa, từ từ chúng ta về lại cái Bismol nào. Ở đây thì tôi có một con Avalok, là cái con hình dạng thông thường của cái con hồi nãy tôi mới bắt. Thì hồi nãy là cái hình như là nó là dạng Hisui của con Avalok này, còn đây là dạng bình thường của nó. Đó, đúng một tảng băng luôn. Và tôi đã bắt được cái con Avalok đó. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục hành trình đi tìm Metan. Mà không hiểu sao là Wiki nó nói là nó sẽ bầm ở vùng tuyết, vùng núi tuyết buổi sáng. Nhưng mà nãy giờ tôi vẫn đéo thấy con nào hết. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ không bỏ cuộc anh em ạ. Con này phải bắt. Con này phải bắt. Oh my fucking bullshit. Dùng con, nếu mà tôi muốn có con này á thì tôi phải dùng một con Skidder. Rồi cho nó đem một cái Metal Code để mà trao đổi thì tôi mới có được con này. Còn bây giờ thì nó spam ở ngay đây luôn. Ngại gì mà không bắt. Chắc tập hôm nay bắt con này là được rồi ha. Để Metan tập sau vậy.